kiểu gì chăm xong con này anh em kiểm nha. Con này đâu ai nuôi ra chứ? Đâu chim ngoài nó vừa bay sang tôi đấy, đây là cái đầu của anh này. Đấy. Chắc ở bên chỗ gần cái trang rồi. Xuống đấy, đấy, đấy. Anh có được chơi chi không chị? Ờ, anh treo việc của anh. Đấy, xuống, đi đấy. Cảnh tít anh ơi. Giọng mồi, đấy xuống đấy, đá này. Đá luôn. Tí bác chi về tập chân tập chìm mà lặn lòng. Đá mèo ấy lòng. Thôi thôi chi ơi. Giọng tốt hết. Đuổi em ơi để xem lúc đã. Đó là trên lóc và trên lóc lòng rồi. Còn lâu. Ché rồi cu ơi. Ôi, giọng sướng không? Chết nhanh. Đấy, trên nóc rồi. Đá đây. Xuống này, xuống này. Xong đấy. Khi nó về nó phải dụng cho nó gặp nhau rồi. Con này giọng tốt nhỉ. Xong lại xong lại xong. Xong ủa. Ôi giời ơi. Quyền đâu chứ chưa. Quyền của ai mà gì quyền đâu. Không. Cái cây rồi. Ôi sao lại đánh nhau bỏ đi à? Đuổi nhau. Không. Hai mái ạ.